Trước nhu cầu ngày một tăng về cua đồng dùng làm thực phẩm, nhiều hình thức nuôi cua đồng theo hướng thâm canh, có thể nuôi được ở trong ao, bể xây hay chân ruộng lúa cấy một vụ đã được nhiều người dân chủ động đầu tư nuôi và đem lại thành công cho hiệu quả kinh tế cao. Giá bán cua thương phẩm từ 90 đến 140.000 đồng trên kg tùy từng thời điểm. Cua đồng có đặc tính sống tự nhiên, sinh trưởng phát triển nhanh. Nếu được cung cấp thức ăn đầy đủ, nguồn thức ăn dễ kiếm, rẻ tiền và có thể tận dụng được ngay tại địa phương như thịt ốc biêu vàng, cá tạp hay ngũ cốc như bột ngô, bột lúa. Chúng ăn ở dạng thức ăn thô, qua sơ chế và cả thức ăn đã qua chế biến. Nuôi cua đồng cho thu hoạch nhanh, sau thả giống 70-80 ngày, thu mắt tỉa con to trước, cua thương phẩm thu hoạch 60-80 con trên kg. Thời gian thích hợp nhất để nuôi cua đồng cho hiệu quả cao thường là từ tháng 4 đến tháng 8, tỷ lệ nuôi sống đạt trên 85%. Được sự hướng dẫn và chỉ bảo kỹ thuật của cán bộ trung tâm khuyến nông tỉnh, buổi sáng thì tôi hay là bắt là ốc biêu vàng, thế và buổi chiều thì mua lên kia là mua cá tạp, thế về rồi tôi nấu mấy lại cám ngô, cám gạo, thế xong thì buổi tối cho ăn. Thì qua quá trình chăm sóc thì tôi thấy cua phát triển rất là tốt, gia đình tôi cũng muốn sẽ phát triển thêm cua giống để có đủ cái nguồn cua để mà mình cung cấp mở rộng cái mô hình của mình ra. Thức ăn cho cua rất đa dạng, thiên về động vật bao gồm cá tạp, ốc, hến, cám ngô, khoai sắn, thức ăn nên xay, bằm nhỏ, vừa cỡ miệng cua. Thức ăn nên được nấu chín để đảm bảo an toàn, tránh các mầm bệnh gây hại cho cua. Khẩu phần ăn từ 5-8% trọng lượng cua trên ngày và được chia làm 2 lần trong ngày. Sáng sớm ăn 20-40% và chiều tối ăn 60-80% trọng lượng thân. Thức ăn phải còn tươi, không bị ôi thiêu, nấm mốc. Cần cho cua ăn thức ăn vừa đủ để đảm bảo chất lượng nước môi trường nuôi, giúp cua nuôi vừa tiêu hóa thức ăn vừa hạn chế hao phí thức ăn, hạ giá thành nuôi. Trong ao, ruộng nuôi cần bố trí một số sàng ăn để đánh giá tình trạng bắt mồi của cua và đồng thời căn cứ vào điều kiện thời tiết mà điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp. Định kỳ kiểm tra tăng trọng cá thể cua để điều chỉnh lượng thức ăn cho cua, tránh tình trạng thiếu thức ăn, cua sẽ ăn thịt lẫn nhau. Những tháng cuối, chu kỳ cần tăng thêm thức ăn là động vật trong khẩu phần ăn để cua nhanh lớn và chắc thịt. Với hình thức nuôi cua đồng sử dụng nguồn thức ăn sẵn có, đầu tư chi phí thấp và tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp nhưng đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Đây là một hình thức chăn nuôi thủy sản rất có hiệu quả, dễ làm, cần được nhân rộng để nhiều người dân cùng phát triển, cung cấp cho xã hội nguồn thực phẩm giá trị cao. Để hiểu rõ hơn kỹ thuật nuôi, bà con có thể liên hệ Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ, điện thoại 0210 3847 655 hoặc liên hệ cán bộ kỹ thuật Nguyễn Thị Long 0978 014 283.